xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới Tết Nguyên đán, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống Tết trồng cây thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh từng địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024. Theo đó, năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 32.800 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 29.000 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 3.700 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung để mạnh thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng sở ban ngành cơ quan, các huyện, thị xã, thành phố, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo. Sau hơn 3 tuần tập trung chi trả bồi thường các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường Tân Phúc – Võng Phan, đến ngày 16 tháng 12, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải và các huyện Ân Thi, Phù Cử đã chi trả được gần 370 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Trong đó, huyện Ân Thi đã chi trả được hơn 170 tỷ đồng. Một số xã như Nguyễn Trãi, Văn Nhuệ và Đa Lộc đã hoàn thành chi trả. Đối với huyện Phù Cử hiện chi trả được hơn 125 tỷ đồng, huyện Tiên Lữ được gần 40 tỷ đồng. Cùng với công tác chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp, chủ đầu tư và hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện đang cùng các xã hoàn thiện chi tiết để chi trả tiền đền bù diện tích đất ở cho các hộ dân. Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan là đường cấp 3 đồng bằng, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, tổng chiều dài hai đoạn tuyến là hơn 28 km. Lô cua Cà Mau chế biến sẵn lần đầu được xuất chính ngạch sang Mỹ và bán trên kệ siêu thị với giá 1,3 triệu đồng 1 kg. Đây là lô hàng do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vua Cua xuất khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không, gồm cua Cà Mau và ốc hương chế biến sẵn đông lạnh. Theo đó, doanh nghiệp này mất 2 năm nghiên cứu và hoàn thiện pháp lý, toàn bộ số hàng đợt đầu tiên sẽ được bán tại 200 điểm bán chợ và siêu thị, phục vụ cộng đồng người Việt và châu Á tại Mỹ. Lô đầu tiên này nằm trong đơn hàng được đối tác tại Mỹ đặt với số lượng 21.000 con cua Cà Mau, tương đương 11 tấn. Hiện giá bán lẻ sản phẩm tại Mỹ với cua gạch và thịt là 25-27 đô la Mỹ, tức 600.000-650.000 đồng, một hộp 550g, tùy tiểu bang, tương đương 1,3 triệu 1 kg. Ốc hương từ 19-22 đô la Mỹ một hộp. Tháng 6 năm 2022, sản phẩm cua Cà Mau đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y bác sĩ tư vấn quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, một người tự giới thiệu là Hoàng Anh Đức, giám đốc bệnh viện Ung Bướu tại Hà Nội, tư vấn cho bà Oanh mua thuốc chữa bệnh. Bà tin tưởng mua về sử dụng, nhưng sau khi dùng, mắt bà bị sưng to nên đã thông tin lại cho đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng này lại tư vấn thêm cho bà uống kết hợp 5 đến 6 loại thuốc khác, đặc biệt nếu muốn khỏe nhanh hơn nữa thì bà nên dùng nấm linh chi đặc biệt tốt rất hiếm, giá 1,2 triệu đồng 1 kg. Ngày 15 tháng 12, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và những nơi có liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược có trụ sở chính số 10B ngõ 88, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân do Nguyễn Thị Hiền làm giám đốc. Cơ quan chức năng thông tin, từ tháng 10 năm 2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán khoảng 80.000 đơn hàng cho hơn 20.000 người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng. Sáng nay, Chủ tịch tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin về bữa ăn cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.
Theo phản ánh của VTV24, bữa ăn bán trú của 174 học sinh trường Hoàng Thu phố 1 không đảm bảo. Với bữa trưa và tối trên bảng ghi rõ ngày 14 tháng 11, ngoài rau thực phẩm cho hai bữa còn có 14kg thịt lợn và 11kg xương, nhưng học sinh chỉ được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, thậm chí rau ở bếp còn bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt. Ngoài ra, nhà vệ sinh trường học thiếu giấy, khiến các em phải sử dụng lá su su thay thế. Ngay sau chỉ đạo của tỉnh, chính quyền huyện Bắc Hà đã tạm đình chỉ công tác ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, để phục vụ điều tra, xác minh thông tin. Với tinh thần chia sẻ, liên kết, trợ giúp cho các gia đình học viên đang cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện, sáng nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt 150 gia đình có con em đang điều trị nghiện tại cơ sở. Tại đây, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy, xây dựng kế hoạch cai nghiện, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác cho người nghiện ma túy, giáo dục tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy. Các thân nhân gia đình đã có nhiều ý kiến mong mỏi giữa gia đình và cơ sở về phương pháp quản lý điều trị sau cai nhằm nâng cao nhận thức, hiệu quả phòng ngừa cai nghiện ma túy, nhằm giảm tác hại việc sử dụng nghiện ma túy. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngân hàng Sinh học Anh vừa công bố dữ liệu giải trình tự gen toàn diện của nửa triệu người, đánh dấu một bước tiến lớn trong nghiên cứu gen và sức khỏe. Theo thông tin từ Ngân hàng Sinh học BioBank, dữ liệu thu thập được từ 500.000 người và bao gồm kết quả xét nghiệm máu và nước bọt. Từ năm 2006, các thông số này đã được theo dõi và ghi lại, tạo ra một kho dữ liệu khổng lồ cho cộng đồng nghiên cứu toàn cầu. Các nhà khoa học trên thế giới sắp có cơ hội tiếp cận dữ liệu này và mở ra những cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nan y, bao gồm chứng mất trí nhớ, bệnh Parkinson và ung thư mô mềm. Dữ liệu từ BioBank không chỉ là một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu, mà còn là bước đầu tiên quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa gen và sức khỏe. Các phát hiện từ nghiên cứu này có thể dẫn đến những đột phá lớn trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh lý phức tạp, mang lại lợi ích to lớn hơn cho cả cộng đồng y học và xã hội. Bộ Y tế Indonesia hôm 15 tháng 12 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ người hút thuốc ở nước này lên tới 33,5% dân số. Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát bệnh không lây nhiễm thuộc Bộ Y tế Indonesia nhận định, tình trạng hút thuốc lá ở nước này phổ biến một phần là do giá mặt hàng này phải chăng và các công ty sản xuất phân phối thuốc lá được tự do tiếp thị rộng rãi. Theo cơ quan trên, giải pháp hiện nay là chính phủ Indonesia cần đánh thuế cao hơn đối với cả sản phẩm thuốc lá và sản phẩm thuốc lá điện tử, cũng như cấm quảng cáo, tài trợ và quảng bá các sản phẩm thuốc lá. Indonesia hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vẫn cho phép quảng cáo thuốc lá trên truyền hình và báo in. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, Bộ Y tế Indonesia đã kêu gọi người dân nước này, đặc biệt là giới trẻ, không hút thuốc lá, vì đây là gốc rễ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và gây lãng phí về kinh tế. Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan đã chính thức ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên của nước này ở ngoại ô thủ đô Bangkok nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phòng khám ô nhiễm không khí tại bệnh viện Nobarat Ratanthani sẽ chịu trách nhiệm phổ biến thông tin cho người dân về các mối đe dọa về sức khỏe do ô nhiễm không khí, nhằm đánh giá và theo dõi tình trạng của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, theo dõi các bệnh liên quan và cung cấp lời khuyên cho người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân. Theo Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan, lượng thông tin do phòng khám thu nhận được từ người dân sẽ được sử dụng làm cơ sở để phát triển các biện pháp khắc phục nhằm giảm bệnh tật do ô nhiễm không khí, kết hợp với việc điều trị cho bệnh nhân. Giới chức Ấn Độ cho biết nước này sẽ khởi động một sứ mệnh khác lên mặt trăng trong vòng 4 năm tới để mang về các mẫu vật từ bề mặt mặt trăng về trái đất. Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO cho biết sự quan tâm của Ấn Độ đối với mặt trăng vẫn còn rất lớn. Ấn Độ dự kiến sẽ cử một tàu thăm dò lên mặt trăng để đưa mẫu vật về trái đất vào năm 2027. Giải thích thêm về kế hoạch, ISRO nói rằng sẽ cần nhiều công nghệ hơn để thu thập vật phẩm từ mặt trăng và đưa chúng trở lại trái đất. ISRO đang đặt mục tiêu hoàn thành sứ mệnh trong vòng 4 năm tới, bất chấp sự phức tạp của sứ mệnh. Người đứng đầu ISRO cũng xác nhận kế hoạch đầy tham vọng của Gagan-Yaan nhằm đưa phi hành gia Ấn Độ lên vũ trụ đang được đẩy mạnh phát triển. Các mô đun dịch vụ và phi hành đoàn đang trong quá trình thiết kế và huấn luyện. Hồi tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao
nhấn mạnh ISRO nên cố gắng xây dựng một trạm vũ trụ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2040. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.